Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Trung Hoa Sử Ký. Mang cho mình một hoài bão, tìm kiếm một bậc minh quân để phò trợ, giúp người đó vãn hồi trật tự đất nước sau biến loạn Đổng Trác kéo vào Lạc Dương. Thế nhưng, thất vọng trước một Tào Tháo gian hùng, đa trá, cho rằng theo phò người này thì chỉ làm cho xã hội thêm loạn. Người đó đã có một quyết định sai lầm là bỏ sang làm quân sư cho lão bố để chống lại chính Tào Tháo. Đến khi bị bắt lại, dù cho chính Tào Tháo cũng không muốn hại, nhưng con người này thì vẫn quyết đón nhận cái chết cho mình, chấp nhận đưa lý tưởng phò trợ một bậc minh quân để cứu nước, khôi phục lại đạo đức luân lý con người xuống mồ sâu đất khô. Người đó không phải ai xa lạ, chính là Trần Cung. Khi hai người bạn không còn chung lý tưởng. Trần Cung, tên tự là Công Đài, người Đông Quận thuộc Duyện Châu, nay là phía nam huyện Tân, tỉnh Sơn Đông. Sách Điển Lược mô tả ông là người tráng liệt, cứng cỏi. Thời trẻ, ông là người có danh tiếng, những kẻ sĩ nổi danh trong nước đều tới kết giao với Trần Cung. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể rằng, Tào Tháo hành thích Đổng Trác không thành, bèn lên ngựa ra roi chạy thẳng, muốn trở về quê cũ. Trên đường đi qua huyện Trung Mậu ở Tiêu Quận, Tào Tháo bị huyện lệnh Trung Mậu là Trần Cung bắt được. Nhưng vì tỏ ý khâm phục, ông đã cùng Tào Tháo bỏ trốn. Đi được 3 ngày, tới thành cao, Tào Tháo và Trần Cung đi ngang nhà người quen cũ là Lã Bá Sa, bèn cùng vào đó. Lã Bá Sa tiếp đón hai người, rồi lên lừa đi qua xóm Tây mua rượu. Tào và Trần đang ngồi chơi, nghe sau nhà có tiếng mài dao. Tháo có nói, Lã Bá Sa đối với tôi không thân thiết gì lắm, chuyện này rất đáng nghi đấy. Hai người bèn đi thăm dò, lại có người nói rằng, chó lại mà giết. Tào Tháo vốn thói đa nghi, liền nói với Trần Cung, đúng rồi, nếu ta không hạ thủ trước thì sẽ bị bắt mất. Thế là hai người tuốt kiếm xông vào, gặp ai giết nấy, một hơi giết chết cả 8 người. Giết xong đi vào bếp thì chỉ thấy một con lợn treo 4 vó sắp bị chọc tiết. Hai người mới vỡ lẽ, vội trốn khỏi đó. Đi được hơn 20 dặm lại gặp Lã Bá Sa, Tào Tháo hạ sát luôn cả Lã Bá Sa. Trần Cung vội trách Tào Tháo là đã biết mình lầm lại còn giết người tiếp, là đại bất nghĩa. Tào Tháo dõng dạc mà nói một câu nói bất hủ, ta thả phụ người trong thiên hạ còn hơn để người thiên hạ phụ ta. Tức giận và thất vọng vì đã nhìn lầm người, Trần Cung quyết định bỏ về làm huyện lệnh như trước, còn Tháo trở về Duyện Châu xây dựng những cơ sở ban đầu. Về câu chuyện này, các bộ chính sử như Tam Quốc Chí của Trần Thọ, Thế Ngữ, Tạp Ký của Tôn Thịnh vẫn còn tranh cãi rất nhiều. Nhưng điều mà các bộ chính sử đều không nhận ra là nó có nhiều điểm khả nghi. Theo Tam Quốc Chí, Trần Cung không hề làm Trung Mậu lệnh vào thời điểm đó. Người giữ chức này là Dương Nguyên. Hơn nữa, theo địa hình thực tế thì Tháo từ Lạc Dương về nước Bái phải đi qua Thành Cao, là chỗ nhà của Lã Bá Sa trước, rồi mới qua được Trung Mậu. Thế nhưng họ La thì lại hư cấu một hành trình quái gở, rằng Tháo tới Trung Mậu rồi lại chạy về hướng Tây, hướng đi về Lạc Dương, để rồi lại tới Thành Cao. Sau khi hạ sát người rồi, Tháo và Cung lại tiếp tục chạy về phía Tây để đụng đầu với Lã Bá Sa. Sa nói sẽ đi sang xóm Tây mua rượu, nhưng lúc Tháo chạy thì lại gặp Lã Bá Sa đi ngược trở lại, nghĩa là Tháo lại chạy tiếp về phía Tây á. Cứ thế mà suy ra, khả năng khi đó Trần Cung đi theo Tháo và chứng kiến tất cả sự việc chết chóc trên là không có. Thế nên mới có các diễn biến theo bộ chính sử là Trần Cung vẫn đi theo làm việc cho Tào Tháo, bắt đầu vào khoảng năm 190 và tỏ ra là một cộng sự rất đắc lực. Công lao nổi bật nhất của Trần Cung lúc dưới trướng của Tào Tháo là lấy được Duyện Châu, phía tây tỉnh Sơn Đông ngày nay, bằng con đường giao thiệp. Đây là một nước đi chiến lược khi mà Duyện Châu đóng vai trò như nơi căn bản cho sự phát triển của Tào Tháo về sau. Với công lao này, rõ ràng Tào Tháo phải coi Trần Cung như bậc khai quốc công thần. Cớ sự gì mà lại hai bên đứt gánh, trời bạn thành thú. Đó phải kể tới sự vụ năm 194.
Đau đớn trước cái chết của người cha Tào Tung, Tào Tháo liền khởi đại quân đánh Từ Châu của Đào Khiêm. Dù Đào Khiêm đã thanh minh rằng tên bộ tướng Trương Khải mới là chủ mưu giết người cướp của, nhưng dọc đường đi, Tào Tháo vẫn tàn sát ở khắp nơi, lại còn làm nhiều điều trái lương tưởng đạo lý như đào mồ, quốc mã bá tánh, khiến ai nấy cũng đều oán hận và sợ hãi. Chính Trần Cung khi chứng kiến cảnh này cũng đã phải có lời khuyên can rằng trọng tâm của cuộc chiến là tới hỏi tội Đào Khiêm, cớ sao lại tàn hại bá tánh vô can. Nhưng khi này, lấy lẽ rằng để báo thù, Tào Tháo quyết không nghe. Thái độ này của Tào Tháo đã trở thành sự đả kích mạnh mẽ với Trần Cung. Ông theo phò Tào Tháo là bởi vì mến mộ hành động ám sát tên lộng thần Đồng Trác không thành. Ông mang về Duyện Châu cho Tháo để cho Tháo có căn bản xây dựng thế lực. Mong muốn của Cung là muốn quân đội của Tào Tháo trở thành một đội quân đại nhân đại nghĩa dưới trướng của một bậc minh quân đúng nghĩa. Ông muốn đội quân đó và những lãnh đạo của đội quân này sẽ giúp cho xã tắc loạn rồi lại an, có môi trường để đạo làm người được sáng mãi. Và giờ thì sao? Đội quân mà mình hết lòng phò trợ đang làm gì đây? Người mà mình đừng coi là minh chủ đang gây dựng chuyện gì thế này? Thất vọng khi Tào Tháo dở đổ đốn như vậy, Trần Cung đã có quyết định mà về sau đã thành sai lầm chí tử. Phò tá Lã Bố, sai lầm dẫn tới mất mạng. Ngay trong năm 194, nỗi thất vọng về Tào Tháo gặp lúc Lã Bố đang chạy tới chỗ Viên Thiệu để tới Duyện Châu. Trần Cung khuyên đồng sự tên Trương Mạc nên mời Lã Bố về, tập hợp lực lượng, cùng mưu đánh Tào Tháo, chiếm Duyện Châu. Trương Mạc nghe theo, cùng với em là Trương Siêu và tòng sự trung lang Hứa Vĩ, Vương Khải, đồng lòng chống lại Tào Tháo. Gặp lúc Tào Tháo vừa sai Trần Cung đem binh đóng đồn ở Đông Quận, Trần Cung bèn dẫn quân sang phía Đông để đón Lã Bố về, tôn làm Duyện Châu Mục, chiếm luôn huyện Bộc Dương. Các quận huyện đều hưởng ứng theo, riêng các huyện Nhân Thành, Đông A, Phạm Huyện là cố thủ để giúp Tào Tháo. Tào Tháo nhận tin dữ, sợ mất nơi căn bản, buộc phải bỏ Từ Châu quay về chống Lã Bố. Sau một thời gian dài giao tranh với quân Tào, cuối cùng Lã Bố trúng kế của Tào Tháo, bị đánh bật ra khỏi Duyện Châu, phải chạy sang Hạ Phì, thủ phủ của Từ Châu, và xin Châu Mục khi đó là Lưu Bị che chở. Một năm sau, tức năm 195, nghe lời Trần Cung, Lã Bố đánh úp và chiếm được Hạ Phì, trở thành người cai quản Từ Châu và đuổi Lưu Bị sang Tiểu Bái. Tiếc thay, đó cũng được coi là lần cuối cùng Lã Bố nghe lời Trần Cung. Về sau, Trần Cung hay bày kế giúp Lã Bố, nhưng Lã Bố thì thường không nghe theo kế của ông, khiến tình thế quân của Lã Bố đang từ có lợi dần bị chững lại rồi suy tàn. Tới cuối năm 198, Tào Tháo khởi đại quân tới giúp Lưu Bị đánh Từ Châu. Lã Bố định sai Trần Cung và Cao Thuận giữ thành, tự đem quân kỵ ra chặn đường vận lương của Tào Tháo. Nhưng thấy vợ can ngăn nên Trần Trừ không quyết. Đến khi quân Tào vây áp thành Hạ Phì, Trần Cung mới khuyên Lã Bố rằng: quân Tào từ xa đến, thế chẳng được lâu. Nếu chúa công đem quân bộ kỵ ra đóng đồn, gây thanh thế ở ngoài, còn thuộc hạ đem quân còn lại đóng giữ ở trong. Nếu quân Tào hướng tới chúa công thì thuộc hạ dẫn quân ra đánh mặt sau, còn nếu tới đánh thành thì chúa công đánh cứu ở ngoài. Như thế không quá một tuần, lương thực quân Tào hết, sẽ đánh phá được thôi. Lã Bố ban đầu cho là phải, định thi hành, thì vợ lại dèm pha lòng trung thành của Trần Cung, rằng ông vốn từng là thuộc hạ của Tào Tháo, khuyên không nên ra ngoài. Lã Bố lại nghe theo lời vợ và rồi lại thôi. Sự hữu dũng vô mưu đó của Lã Bố đã đẩy toàn quân đội vào đường cùng. Thành Hạ Phì bị vây bức trong vòng 2 tháng. Đến tháng thứ 3, Tào Tháo cho khơi sông Nghi và sông Tứ, làm ngập lụt hết cả. Quân Viên Thuật thì không tới cứu. Tình thế nguy cấp, các thuộc tướng của Lã Bố bắt đầu nản lòng và chia rẽ. Ba tướng Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến cuối cùng đã phản bội, bắt trói Lã Bố, Trần Cung và cả Cao Thuận, đem quân bản bộ ra hàng Tào Tháo. Đó là vào năm 199. Có lẽ chẳng cần phải tới khi bị bắt, ngay khi đang làm quân sư, Trần Cung cũng đã nhận ra rằng bản thân Lã Bố vốn không tin dùng mình. Chẳng phải vì bố tin lời vợ, mà từ bản lý lịch của mình đã trình hình ngay một dòng là từng làm việc cho Tào Tháo trong khoảng 5 năm. Nhưng trong tình cảnh này, Cung cũng không thể nào đi được đâu nữa, bởi các lý tưởng bảo vệ đạo đức cứ ràng buộc lên đôi chân của ông. Thực tế, ngay khi Tào Tháo khơi nước sông nhấn chìm thành Hạ Phì, Trần Cung đã có thể lấy cớ Lã Bố không nghe lời mình để dồn ba quân tới đường cùng, mà tự mình đi sang bên trại Tào Tháo đầu hàng. Nhưng làm vậy thì ông chẳng khác gì một kẻ ba phải, thiếu chính kiến, gió chiều nào che chiều đấy. Mình bỏ Tào Tháo,
cũng chỉ vì hắn ta gian hùng, đa trá, sẵn sàng bất chấp tất cả để có được đại nghiệp. Mối ràng buộc đạo đức đã khiến ông không thể làm được điều này. Để rồi, như chúng ta đã biết, tại lầu Bạch Môn, ông đã trở thành tù binh của chính người bạn, người chủ năm xưa, Tào Tháo. Cái chết của một lý tưởng. Tại lầu Bạch Môn, một trong những trường đoạn đau đớn nhất đã diễn ra và được cả Tam Cô Sẽ Nghĩa và Điển Lược thuật lại. Không chỉ là cái chết của lã bố, mà chính là cuộc nói chuyện giữa hai người từng là bạn, là đồng chí, cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng thế lực. Giờ đây, một người ngồi trên cao làm thẩm phán, còn một người là tử tù dưới thềm. Cuộc nói chuyện đã trả lời cho tất cả những lý do vì sao Trần Cung đã bỏ Tào Tháo. Thế Trần Cung bị bắt và đưa tới, Tào Tháo chỉ cười mà nói rằng: "Công đài lâu nay vẫn khỏe chứ?" Trần Cung trả lời: "Bụng dạ ông bất chính, cho nên tôi rời bỏ ông." "Ông nói bụng dạ tôi bất chính, thế sao ông lại đi theo lão bố?" "Lão bố chỉ là người vô mưu mà thôi, chứ không hề quỷ trá gian hiểm như ông. Ông bình sinh tự cho là túc trí đa mưu, sao hôm nay lại bị bắt?" Trần Cung ngoảnh về phía lão bố mà nói: "Chỉ tiếc là hắn không chịu nghe lời tôi nên mới ra nông nỗi này. Nếu hắn nghe theo tôi thì không thể bị bắt như thế này đâu. Việc hôm nay ông tế phải làm thế nào? Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, tự biết phải chết. Thế còn mẫu thân của ông thì ai sẽ phụng dưỡng? Tôi nghe nói người dùng đạo hiếu để trị thiên hạ thì không sát hại người thân của người khác. Mẹ già còn hay mất là do ở Minh Công vậy. Còn thê tử và con của ông thì sao? Tôi nghe nói người dùng lòng nhân để quản bốn cõi thì không dứt người nối dõi của người khác. Vợ con còn hay mất cũng do ở Minh Công cả." Trường đoạn nói chuyện về tương lai gia đình của Trần Cung này đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Trước đó chỉ thuần nói về mưu lược, chiến thuật để dẫn tới sự thảm bại của lão bố. Cả hai nói chuyện với nhau như thể những vị chủ soái đang bàn quân cơ với mưu sĩ dưới trướng. Đến khi nhắc tới chuyện gia đình, vai trò giữa thẩm phán, tử tù mới thực sự xuất hiện. Trần Cung một mặt dùng lời lẽ như thể nhắc nhở chuyện giữ lấy đạo lý trên trời, nhưng kỳ thực là đang van xin và tính kế giúp Tào Tháo. Một mặt ông xin để cầu lấy đường sống cho gia đình của mình, mặt khác ông như đang gợi ý với Tháo rằng nếu tha mạng cho gia đình của ông, Tào Tháo dễ dàng có được danh tiếng là người nhân hậu, không quá đuổi cùng giết tận, khiến cho càng nhiều người muốn nương nhờ dưới trướng của ông. Ngược lại, nếu quá thẳng tay đuổi cùng giết tận, Tào Tháo thậm chí có thể cho kẻ khác có được lý do để tiêu diệt mình để trừ họa. Chính việc đến chết rồi vẫn còn tính kế cho Tào Tháo đã khiến cho Tháo động lòng mà nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ, không muốn sát hại. Thế nhưng ý chí đã quyết. Nói xong, Trần Cung hiên ngang đi ra pháp trường, không dừng lại. Tào Tháo hô to sẽ đối đãi với người nhà ông hậu hơn trước, đưa ra quyến của Trần Cung về Hứa Xương, sai nuôi mẹ của ông tới hết đời, lại gả chồng cho con gái của Trần Cung. Trần Cung vẫn không ngoảnh lại, vươn cổ chờ đón cái chết đến với mình. Và Tào Tháo đã khóc. Khóc vì không ngờ có ngày lại phải hại chết người bạn mà mình có lẽ là mang ơn nhiều nhất, hại một người hiểu rõ bản thân mình nhất. Đưa về Hứa Đô hậu táng. Sau cùng Tào Tháo phải nói câu này. Còn về Trần Cung, thời khắc ra đi cũng là ngày ông ôm cái lý tưởng phò trợ Minh Chủ, cứu lấy Giang Sơn nhà Hán xuống dưới mồ sầu đất lạnh. Đó cũng là lúc ông phải đầu hàng trước một thực tế, rằng trong cái thời đại nhiễu loạn như Tam Quốc, có muốn thì cũng không thể làm điều nhân nghĩa được. Càng ở vị trí cao, nắm giữ nhiều quyền lực thì có muốn cũng không thể giữ được nhân nghĩa. Sự xuất hiện của Tào Tháo trong cuộc đời Trần Cung cũng đã vả đôm đốp lần thứ nhất vào cái mong ước của một vị minh chủ tài đức vẹn toàn của ông. Và với lã bố, cái vả thứ hai cũng là đau đớn nhất khi khiến ông mất mạng. Bởi thế, sau khi Trần Cung qua đời, Tuấn Úc đã nhận xét rằng Trần Cung là người thực sự mưu lược nhưng lại không thức thời. Đến cả Quách Gia cũng nghĩ như vậy. Điều này đủ chứng tỏ khi Quách Gia đề xuất tấn công lã bố, trong lòng vị mưu sĩ này thực sự sợ hãi Trần Cung về mặt mưu lược, nhưng cũng coi thường Trần Cung về góc nhìn thời thế. Đồng tình với cái lý thô nhưng thật đó, các sử gia và cư dân mạng Trung Quốc hiện nay cũng cho rằng, dù sau sự vụ đánh Từ Châu, dù Trần Cung có ở lại với Tào Tháo, không sớm thì muộn, cả hai vẫn sẽ trở thành nước với lửa. Một người vì đại nghiệp mà bất chấp tất cả, một người thì giữ nhân nghĩa làm trọng. Không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ đường ai nấy đi, hoặc sẽ phải xuống tay với nhau như chính những gì đã xảy ra ở Bạch Môn Lầu mà thôi.
Còn nếu Trần Cung theo Lưu Bị, một người có tiếng ở nhân nghĩa, cái này đến nay vẫn thật khó để suy xét.